vị và các bạn thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc vừa về một cặp loa cây đến từ nước Mỹ. Đó là cặp loa rất quen thuộc của hãng loa JBL rất nổi tiếng. Đó là đôi loa cây JBL LX1000. Dưới đôi LX1000 thì là LX45, LX800. Và đôi này nó là đôi to nhất cuối của dòng LX, nó là dòng LX1000. Đôi loa rất cao to. Nó sở hữu 2 bát 20. Loa của nó là 3 đường tiếng. Mỗi một thùng thì sở hữu 2 bát 30, màng giấy, gân mút, một loa chung và một loa chép. Đôi loa này thì có chiều cao của nó là 1m1, chiều rộng là 32, chiều sâu là 36. Với chiều cao và chiều sâu như thế này thì quý vị thấy là đôi loa này thì nó rất là lớn to. Đôi loa này thì nó rất là nặng, nặng trên 30kg một thùng. 2 bát 20 nó đánh tiếng bát rất là uy lực. Tiếng bát của nó đánh rất uy lực và đánh rất là sâu luôn. Hãng JBL thì rất là nổi tiếng, được rất nhiều các anh em chơi audio ưa chuộng những cái dòng loa JBL như thế này. Đôi loa này thì đánh được cả nhạc vàng, nhạc mạnh đều có thể chơi được. Hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Chúng ta rất là dễ ghép âm ly. Đôi loa này thì rất là dễ ghép âm ly luôn. Đôi loa này thì vừa về tại cửa hàng, đẹp xuất sắc. Tất cả là thùng loa là màu đen luôn. Thùng của nó là thùng gỗ, gỗ lạng màu đen, đẹp xuất sắc. Thùng vách là chưa xước sẹo một tí nào. Loa về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ thì được chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Toàn bộ là zin nguyên bản, zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Loa thì về rất là nhiều tại cửa hàng, nhưng mà Nguyên Audio thị xã Phú Thọ là rất là bận. Ban ngày là vừa phải tiếp khách khắp mọi miền, vừa phải đóng hàng cho khách khắp mọi nơi và đi giao dịch hàng, nên là cũng không có thời gian để mà test được lên. Nên quý vị và các bạn thông cảm cho. Đôi loa này thì có giá dưới 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn ai có nhu cầu xin liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, đôi loa JBL LX1000, hàng đẹp xuất sắc, có giá dưới 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này thì xin liên hệ trực tiếp với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.